từ 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 nha. Rồi bây giờ con coi liên tục nha. Dạ. 36 trang. Rồi nè. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trần ai. Đó, khi ra đời rồi á, khi bán chùa xong thì ra đời là chạy xe ôm. Rồi thì bây giờ chứ sao giờ? Chứ ông chủ trì ông bán chùa rồi, giờ giống như hai thầy trò có cái chùa mà ông bán rồi, ai biết ông tính xong tính cái chuyện của ông mà ông bán mà thầy đâu biết, thầy của ông mà bận tâm. Cái đó chùa của thầy, của sư phụ thì sư phụ tính sao sư phụ tính. Đó. Dạ kính thưa quý diễn giả, Trần đang có mặt tại tỉnh Tiền Giang, ở đây là ven quốc lộ 1 ha. Nãy đang đi làm thì gặp một người đó, có một cái lối sinh hoạt rất là kỳ lạ, thì Trường có ghé hỏi thăm thì kêu Trường thắp nhang xong ngày có gọi Trường vô nói chuyện chơi. Rồi xin chào. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết xưng hô như thế nào đây ta? Con cứ tự nhiên ha. Dạ. Tăng hiệu của thầy là Tỳ Kheo Thích Cận Túc. Di Đà Phật thì tăng hiệu của thầy là Tỳ Kheo Thích Cận Túc. Dạ. Đó. Tỳ Kheo Thích Cận Túc. Thầy sẽ đọc lại rõ nè. Dạ. Tỳ Kheo Thích Cận Túc. Dạ. Cẩn trong chữ cẩn thận. Dạ. Túc trong chữ sung túc. À, khi từ mình nhớ hả? Mình nhớ như vậy đó là mình sẽ dễ nhớ hơn cái tên của thầy. Dạ. Xin hỏi thầy đang tu ở chùa nào hay là tu tại gia hay sao thầy? Cái chỗ của thầy á ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chỗ của thầy á là cách chợ Nha Mân chừng 2 cây số trở lại. Nha Mân Đồng Tháp hả thầy? Chợ Nha Mân tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Cách chợ Nha Mân tỉnh Đồng Tháp 2 cây số trở lại thì cái chỗ đó thì một bên là thầy dự định trong tương lai là hải túc tự. Thì đó là làm lên chùa đó, thì hiện tại là cái bên đó thầy cũng đã thờ trên là 8 bức tượng Phật rồi. Thì đó thì hiện tại vậy đó, bây giờ cái dạng như là một cái am vậy đó, nhưng cái am nhỏ thôi chứ chưa có quy mô gọi là cái chùa được, chưa đủ tiêu chuẩn để làm cái chùa. Là cái chùa được mà là cái bây giờ là hiện trạng, nếu mà cái lý á thì gọi là cái chùa chưa đủ tiêu chuẩn. Ví dụ cái chùa mà thí dụ của mỗi mình thấy, thí dụ chùa Bổ Vương ở dưới đây đi. Mình thấy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bổ Vương tự hay chùa Bổ Vương đó, là cái chùa đó đã đủ tiêu chuẩn là cái chùa. Còn cái chùa của thầy là cái chùa mình đang làm, thì mình đang làm á thì nó là chưa đủ tiêu chuẩn. Thì giống như là chưa có hoàn chỉnh gì đó, rồi gọi là nó còn nhỏ cho nên là còn phải làm. Thầy con đang làm từ từ thôi. Thì đó là cái chỗ của thầy đó, là để thầy đọc cho cái số đi cái địa chỉ luôn. 268 tổ 12 ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì đó là cái địa chỉ đó, là cái chỗ đó luôn đó. Thì là cái chỗ của thầy là gọi là tu tập thầy trụ á. Gọi là mình gọi là trụ đó đó. Ví dụ bây giờ mỗi một ông trụ một chỗ. Thì bây giờ muốn kiếm thầy là kiếm cái chỗ đó cái gà ông. Ví dụ ở dưới đây có ông ở chùa Bổ Vương, muốn kiếm ông thì ở chùa Bổ Vương thì xuống chùa Bổ Vương rồi gặp. Đó thì tổng mấy là chùa Bổ Long, thì xuống dưới đây nè, có bức tượng Nam Mô A Di Đà Phật lớn á, thì xuống dưới gặp cái ông trụ trì chùa Bổ Long. Đó gọi là chú xứ không vậy đó. Muốn kiếm ai về nhà người đó là kiếm ra thôi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp, con cứ hỏi tiếp. Con cứ vấn đề gì tiếp vậy đó. Rồi thầy cho con hỏi, vậy là giờ thầy đang trong quá trình tu học hay là mình đã trở thành một Phật tử của chùa nào? Thầy đang trong quá trình. Cái giai đoạn của thầy là cái giai đoạn này nó gộp là 2 giai đoạn. Là trong quá trình là vừa tu học vừa độ chúng sanh. Cái độ chúng sanh mình nghĩ cứ làm việc nha. Và tu học á là thật sự ai cũng đang tu học hết trơn á. Học thì phải học hoài luôn, trong đạo Phật phải học hoài. Thì cái đó gọi là học rồi, ai cũng học tới. Nhưng mà tu á thì là vấn đề tu là vẫn đang tu mà. Đầu trọc còn xuất gia thì là còn tu đó. Còn khi mà còn để tóc ra đời rồi thì vậy đó.
Thì bây giờ có thể nói tóm gọn, thầy đa số là độ chúng sanh. Ví dụ độ chúng sanh là 70-80% đi, còn 20-30% ha, thì cái coi như mình cứ ví dụ thôi. 20-30% là cái phần thầy trao dồi kiến thức với bậc thánh, với bồ Phật Bồ Tát. Và thầy cũng xác nhận ở đây trước Phật, 4 vị Phật, 5 vị Phật nè, đó trước Phật nè, thầy cũng xin xác nhận lại là cái câu này, thầy là tỳ kheo đã nghe được Phật nói chuyện, đã tiếp xúc được Phật nói chuyện, và thầy là tỳ kheo tiếp xúc được với Bồ Tát, nghe Bồ Tát nói chuyện. Đó, thì cái nội dung vậy đó, trước Phật thầy nói vậy thôi. Đó là cái lời nói đó là chính xác. Lời nói đó là không dối gian ha. Thì tại vì tăng mà, thì thầy là bậc cảm ứng. Mà ví dụ như, để thầy nói sơ cho con nghe, ví dụ thầy mà tiếp xúc với Phật, nghe Phật nói chuyện để truyền lệnh hay là chỉ đạo gì đó, thì đằng nào cũng vậy. Giáo chủ mà Phật, tuy là hình Phật tượng Phật bây giờ mình chỉ thấy, nhưng mà khi cái người nào đó là đệ tử thì là Phật phải liên lạc rồi dạy, rồi chỉ dạy, chỉ việc làm, công việc làm nữa. Con có coi là tế công hòa thượng đi, là con thấy mới đầu vô phim đó, là đó Phật đó, Phật nói chuyện với tế công hòa thượng đó, vừa nói xong cái rồi ông đi, bây giờ là trên mây đó. Thì con mình coi cái đó mình hiểu sơ, mình hiểu sơ là Phật lúc nào là cũng nói chuyện với A-la-hán đó, là tế công hòa thượng đó. Thì mình hay biết là mình hay gọi là viên tế điên đó, thì tế công đó, nhưng mà là A-la-hán là chứng đắc đó, đó là thấy không? Thì là tất nhiên là Phật phải nói chuyện với A-la-hán ha. Thì bây giờ thầy chỉ có được cái căn nghe thôi, tiếp xúc được có nghe thôi hà, thế sao con cứ tưởng tượng là con cứ nghĩ là con cứ nhìn cái nhìn như vậy nè, thầy chỉ nghe Phật nói thôi chứ thầy chưa có thấy được, tại vì cho thầy biết cái căn nghe thôi. Còn cái là tế công hòa thượng đó là cho thấy luôn, là thấy sao ổng là thấy Phật luôn, ổng tiếp xúc với Phật rồi ổng bay tới bay lui đó, rồi ổng nhận lệnh đó. Con thấy thì con bật phim tế công hòa thượng mới đó ha, thì con thấy đó, thì đó vậy đó, cái lý nó vậy đó. Và sự thật là nghe được Phật Bồ Tát nói chuyện. Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái câu đó, rồi tiếp tục cái câu gì nữa nãy con nói. Là cái chuyện tu học đó ha, là cái vấn đề đó rồi. Thì thầy đang trong quá trình độ sanh, và để thầy nói tiếp cái vấn đề là độ sanh nè. Cái mỗi một ông bác sĩ, ví dụ mỗi một ông bác sĩ thì trị một cái bệnh chuyên môn ha. Ví dụ chị Mạnh là về một cái môn, ví dụ là tim, gan hay bao tử gì ha. Thì bây giờ ví dụ có ông bác sĩ trị bệnh bao tử, có ông bác sĩ trị bệnh tim, thì thầy là vị thầy là tỳ kheo á, trị một cái bệnh chuyên môn của thầy á, là dạng vậy nè, là cái bệnh là chúng sanh là lỡ đốt cái hình Phật trong bó nhang. Ví dụ bó nhang nè, ví dụ trong bó nhang vậy ha, bó nhang cái có hình Phật không, ông thầy nói vậy thôi ha. Có hình Phật đó, là hình Phật nhỏ thôi mà lỡ đốt mà cung đốt mà không hay luôn, rồi có khi đốt mà biết ha, thì đó là bị tội rồi, là lỡ đốt thôi, đó là những tấm hình Phật đó đó. Thì lỡ đốt mà để thầy nói tại sao là thầy phải trị mấy cái bệnh đó. Bây giờ con cứ nghĩ mà mình lỡ mình đốt cái hình Phật thì tổng nát đốt dễ lắm, mà quẹt bật lên nghe đốt. Nhưng mà nếu mà người đó biết đó là hình Phật ha mà đốt thì là vô cái tội làm sao. Thí dụ nè, để thầy phân tích, khi mà con đốt tấm hình Phật thì con làm cho cái tấm hình Phật nó mất, hay là coi như mất luôn một tấm luôn, mà là coi như gần như là làm thân Phật ra máu, là coi như là mất, là coi như là mình làm tiêu tan mà, là mình đốt giống như thầy dễ vậy đó. Thì là xong rồi á, thì tất nhiên là mình sẽ tạo, mình phạm cái tội ngũ nghịch, nó nằm trong cái tội ngũ nghịch. Có nhiều cô nằm trong cái tội ngũ nghịch, xong rồi ngũ nghịch á thì sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ ha. Dạ không thì... rồi cái sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, thì cái tội địa ngục A Tỳ đó thầy đang cứu giúp cái người đó tạo thoát ra cái địa ngục A Tỳ lúc còn sống nha, chứ lễ cái người đó lúc còn chết đó, mất tìm cái người đó khó, mà người đó khó làm phước nữa, khó làm phước nữa đó. Thì chính vì chỗ đó mà thầy bây giờ thầy đang trị cái bệnh là đốt hình Phật trong bó nhang. Là vậy thôi. Nếu mà kiếm thầy thì thầy cam đoan là thầy sẽ giúp cho người đó ra khỏi đó, thì có dụ ra khỏi 70-80% thôi.
nhưng mà không có hết 100%, tại vì cái tội đó quá, tội đó là tội đi ngục A Tỳ là hết thuốc chữa, không ra được đó, chúng sanh mà gớt chỗ đó là không ra được. Nhưng mà thầy nếu mà còn kịp á thì thầy cứu cho ra được, tại vì thầy có thế giới cực lạc. Thì thôi thì thầy có cách của thầy vậy đó, rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đó là cái nghề của thầy, là cái chuyên môn của thầy đó, là chuyên môn bên chạy cái bệnh là đốt thành Phật trong cái nhang, cứu cái người đó thoát luôn. Khi con thoát khỏi tội rồi con sống con khỏe lắm, thứ hai nữa con chết con an lạc, con sẽ được giải thoát vậy. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục cái câu cái ý nữa, ý gì đó thầy cho con hỏi cái ý nguyện của thầy hồi nãy có nêu á, là sau này sẽ lập cái chùa ở dưới quê nhà. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình đang vừa tu học vừa giúp đời. Thì mình dự định là khi nào mình về mình lập chùa, và cái việc lập chùa nó gặp khó khăn gì mà mình không có lập ngay bây giờ để mình giúp đời nó được thuận tiện hơn này. Một cái khó khăn Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thầy cũng nói là thứ nhất là cái chùa của thầy lúc nào cũng muốn làm cho xong, dù chưa vô Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng là cái chùa là đủ tiêu chuẩn đó, mình gọi là cái chùa đủ tiêu chuẩn. Bây giờ kinh tế thầy không có, mà chùa thầy là cái chỗ thầy gần bờ sông á, rồi gần bờ sông á là coi như là chúng sanh là tới ít lắm, rồi thầy không có kinh tế gì hết trơn. Làm chùa thì phải có tiền, rồi phải có đệ tử, cái điều kiện đó phải có đệ tử người ta mới ủng hộ chứ. Vậy hoặc là mình có tiền riêng ra, rồi mình có nhiều tiền mình mới làm được. Thầy bây giờ tiền riêng của thầy thì không có nhiều nữa, thầy thì là ông thầy nghèo, ông tăng nghèo, mà đệ tử thì bây giờ thầy chưa có đệ tử gọi là đệ tử giàu, đệ tử mà có ủng hộ được, coi như là không có luôn á. Thì đệ tử thì có nghe, nhưng mà đệ tử nghèo, đệ tử khổ thì gọi là lê que vậy đó, nhưng gọi là chưa chính thức vậy đó. Đó thì là bây giờ là như vậy. Rồi thầy bây giờ rồi nằm toàn tan hay là toàn tan ngoài vậy hoài, rồi làm sao? Thì thứ nhất là bây giờ thì phải đi, giống như là ở nhà mình không có mình không phải là nhà giàu nằm ăn hay không, thì phải đi ra ngoài làm mướn kiếm tiền về làm xây nhà xây chùa, thí dụ đó. Thì thầy và cái công việc của thầy đã làm thầy rồi, tất nhiên là thầy có giấy hay là không có giấy, ví dụ là có cái định nghĩa, thầy nói định nghĩa xong con mới hiểu được. Thầy không có giấy ha chứng nhận tăng ni, gọi là thầy không có giấy chứng nhận tăng ni, và thầy có giấy chứng nhận tăng ni, là hai cái đó là hai cái định nghĩa, một cái có cái giấy, một cái không giấy. Mà cái có giấy không giấy thì cái chung á là đều là ông thầy, nhớ là đều là ông thầy, chứ không phải là mình đừng có quan điểm là không có giấy là như tốt nghiệp phổ thông hay gì, tốt nghiệp đại học đi, không có giấy là không đậu, không phải kỹ sư, hay là có giấy là mới là kỹ sư, không phải là 100% cái nghĩa nó vậy. Nó có cái chung là gì, thầy có giấy hay không giấy là tất nhiên là cái sự cấp giấy cho cái người đó là có do Giáo hội Công giáo Việt Nam chưa cấp cho cái người đó, cho nên người đó không có giấy, còn cái người có giấy rồi là Giáo hội Công giáo Việt Nam cấp đó. Thì là còn cái thầy á là đều là thầy hết trơn. Ví dụ thầy nè, vô trạng thái là thầy chưa có giấy chứng nhận tăng ni là do là sao, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa cấp cho thầy, nó thẳng vậy thôi đó. Còn thầy thì được hai hạ rồi đó, từ lúc này cạo đầu tính tu tới nay là thầy được thầy rồi, được hai hạ đó. Hạ trước cũng có những cái trường hạ không có mời thầy, coi như không có cho thầy vô học hạ vậy đó, dù là cái trường hạ đó trống không nhiều lắm, giống như trường hạ đó vô học mấy le que có mấy đứa vậy đó, ví dụ một lớp có 20 đứa, như 20 thầy đi ví dụ ha, mà giờ vô có hai ba thầy à, năm mười thầy à, còn trống giống như trường, mà cái chỗ trống đó không mời thầy, thầy nằm ở nhà ở quê thầy, thì cái địa chỉ đó con ơi thì có đó, cũng không thấy gì dở giấy gì cho cái bữa mà lúc mà chuẩn bị vô hạ đó, không có thấy gửi giấy vô cho thầy đi học hả. Rồi bắt đầu thì hạ thứ nhất cũng đợi rồi cũng không có gửi giấy, rồi cái hạ thứ hai là hạ vừa rồi đó, là tháng 4 tới tháng 7 đó, là cũng không có rồi gửi giấy luôn. Rồi thầy thành ra thầy hai hạ, nhưng mà hai hạ không có đi học hạ.
thì không có đi học hạ thì không có được công nhận là chính thức chính quy đồ này nọ vậy đó. Yeah. Ông thầy tính tuổi thì học hạ đó là ông thầy mà tính giống như bây giờ ông thầy mà tính bậc cao bậc thấp của ông thầy á là tính theo cái hạ, ha, dựa theo hạ thôi. Ví dụ thầy có 2 hạ mà ông kia 5 hạ, ha, thì ông kia cao hơn, rồi vậy thôi. Đó là tính theo hạ, là gọi là tuổi đó, cái hạ đó cũng gọi là tuổi luôn. Rồi, thì đó là nói sơ. Rồi, tiếp tục là cái thôi bây giờ trở lại cái vấn đề là kinh tế đi, thì như vậy. Và bây giờ tới lúc thầy để đi ra ngoài để kiếm đệ tử tiếp duyên độ chúng, là có gặp cái người nào mà vô cái trạng thái vậy đó chị bệnh mà thường ít lắm con ơi. Ví dụ hình nhang, hình vật trong bói nhang đó ít lắm, những cái người đó rồi có khi người ta lỡ tay mà người ta cũng không nói mình luôn con ơi, lỡ rồi biết tạo tội rồi người ta cũng không có tới thầy, người ta chưa biết thầy chỉ cái bệnh gì nữa. Con loan cái tin cho thầy nha, con loan cái tin là nói thầy chuyên môn của thầy bây giờ là thầy tập trung là cứu chúng sanh mà lỡ đốt hình vật trong bói nhang là gọi là cái nhân mình làm đó. Thì đó vậy ha. Thì bây giờ thầy trên đường đi, bây giờ thầy rất cần cái sự ủng hộ của đàn na tính thí. Ha, thí dụ bây giờ ai giàu có mà thế tiện tay vậy đó, ví dụ 50.000 hay là 10.000, 20.000 hay là gọng thì nói chung càng lên vậy đó, thì thấy được thì làm phước ủng hộ cho thầy vậy đó, hay gửi vô cho thầy để thầy thứ nhất là thầy vừa mua đồ ăn rồi thầy chạy vòng vòng ở ngoài. Cũng tốn tiền đổ xăng, chứ cây xăng bây giờ đa số lại phải gặp chủ hay sao đó mới xin được, chứ còn ngoài ngoài ra là nhân viên đổ xăng không có xin được gì chăng á. Cho nên là mà nhân viên á là có tiền mới đổ, không có tiền không đổ đó. Thì thầy là vậy đó, thầy tình dạ. trạng là vậy đó, sẵn rồi đem ai với đà bắc thì thầy gửi dạ. ở gắm cái đó ha dạ. Rồi là biết là bây giờ là thầy ở trạng thái chưa có giấy chứng nhận tăng ni thì mọi cái phải tự túc hết trơn. Mua gói mì, ví dụ mua mì gói này, mì gói ví dụ mua cái cũng phải mua, đổ xăng cũng phải đổ, nói chung là không có giấy chứng nhận tăng ni là không có bằng cấp, ví dụ giống như không bằng cấp gì đó mà cái nghĩa nó khác nha, là cái kia là được ta bao ta đại thọ, còn này tự túc hết. Cho nên thầy không có, thầy gầu lắm, thầy đang cần sự ủng hộ. Và nếu mà cái người nào mà muốn làm đệ tử của thầy ha, một mặt nữa thầy cũng đang nhận đệ tử, thì lại tới thầy sẽ cạo đầu liền ngay trên chánh điện, tại vì lúc này là y áo của thầy nè, y áo của thầy thì bây giờ là thầy sẽ là tập là thầy đang đổi chúng sanh, giống như là bây giờ là mình làm vi công vậy đó, là đổ chúng sanh, là đang làm y áo của thầy vậy, cho nó sơ sơ vậy thôi. Đó là y áo của thầy. Thì cái người mà có y áo vậy nè, con cứ tưởng tượng là đang làm vi công. Và trong 61 đại nguyện của Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai Phật thì có cái nguyện là nguyện địa ngục trống không tôi mới thành Phật, kết thúc lời nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai Phật. Thì đó là cũng là cái nguyện đó là tu tập theo Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là vậy đó con ơi. Đó là y áo của thầy vậy đó. Đó. Rồi vậy đó. Dạ. Chưa chưa. Để cho nói cho cái này đó, nói sơ qua thôi là đặng nó biết vậy đó. Dạ, đây cái này con cứ tưởng tượng như là cái quân hàm vậy. Cái ngôi sao, cái sao, cái lon vậy đó. Cái lon ở trong quân đội vậy, cái lon à, lon thiếu tá, đại tá đó, cái này nè. Đó là người ta là quý thầy sẽ nhận biết ra được là cái lon này là cái lon đại tá hay là trung tá. Đó, hay là thiếu úy. Ví dụ đó thì thầy nói mỗi một cái thầy giảng cho con là biết sơ sơ vậy đó, vậy rồi Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy đó. Là cho nên bây giờ thầy đi và bắt đầu mới có gia chạm nè, thì bắt đầu và thầy sẽ nói về cái gia chạm. Là thứ nhất là cái va chạm có hai phía. Thứ nhất là phía cái người dân thì thầy lúc nào đi tới chỗ nào thầy cũng xin là cho thầy ở sảnh hành lang, tại vì sảnh hành lang bên ngoài thôi là một góc vậy đó, dọn vô thầy cái đồ thầy có trên chiếc xe hả, đặng thầy dọn vô một góc rồi này ở yên đó đi, rồi thầy đi kiếm chùa xin vô hay là thầy kiếm cái chỗ nào cho nó ổn định vậy đó. Rồi trong quá trình đó thầy đi thầy đòi đổ chúng sanh, thầy cạo đầu cho chúng sanh, khi chúng sanh cần nó kiếm tới thầy đặng có chỗ. Ví dụ nè con thử tượng chỗ này bắt đầu thầy cạo đầu được đó, tại vì sao nè, trước mặt mình Phật đang luôn đó. Thầy nói con nè, con cứ nghĩ là Phật
đang ở trước mình, thầy trò mình luôn đó. Phật Phật đang ở trước thầy trò mình luôn đó. Và Phật đang nghe. Phật đang nghe. Đó ví dụ nè, để thầy ngó qua, để thầy ngó qua Phật đi cái rồi là con cứ tưởng tượng như Phật đang ngồi đây nè, để thầy ngó nghe, thầy tiếp chuyện một chút xíu cái thầy qua quay qua con ha, đó. Đó, nè, để thầy nói cái chữ cho Phật đang nghe. Đó, cái chữ mà Phật nói với thầy đó. Từ cái tâm Phật mới vừa nói đó. Yeah. Rồi thầy quay đi ra đó, đó, thấy không? Thầy nghe thôi chứ con không nghe đâu, tại thầy đệ tử. Đó là cái Phật ba chữ để thầy nghe lại cho rõ, thầy nói lại cho rõ, tại vì cái đó từ tâm Phật nói ra cho thầy rồi thầy phải nói. Phật đang nghe. Rồi ba chữ nha. Nè, rồi thầy mới nghe lại đó, thầy Phật nhắc lại cho thầy đó. Nè, ba chữ nè. Phật đang nghe. Rồi được chưa? Rồi bây giờ thầy chồng mình cứ nói chuyện tiếp. Dạ. Yeah. Thầy truyền cái câu mà Phật đang nói xuống cho Phật đang nói xuống vô tâm thầy. Dạ. Yeah. Rồi thầy mới dùng lời nói nói cho con biết, thì phải dùng lời nói để giảng là Phật đang nghe ba chữ, thấy không thầy đó là thấy không, nói rồi bây giờ thầy chồng cứ nói thì Phật cứ lúc nào cũng nghe đó thì vậy thôi. Rồi thầy nói tiếp đi. Thầy đang gặp khó khăn hai hướng, một cái hướng là người dân nha. Dạ. Và cái người dân là không cho, đa số phần lớn luôn. Thầy đã xin, thầy đã đi từ ở bên nhà thầy đó, từ bên chợ Nhân Văn đó, gần chợ Nhân Văn đó, đi qua tới ủy ban xã an cư là gần bệnh viện cái bè đó, tỉnh Tiền Giang. Thì tới chỗ đó là bắt đầu công an đuổi nha, bắt đầu là công an huyện rồi ha, là coi như là có mặc đồ công an huyện rồi đó, bắt đầu công an huyện bắt đầu đuổi rồi đó, là công an huyện, công an xã lượt đã có mặc đồ công an huyện, công an xã tới đuổi thầy. Một mặt là nhà nước là không cho ngoài lề đường luôn đó, vậy luôn đó. Đó là tại vì nhà nước không, tại vì ví dụ là cái nhà nước này nè cái chế độ này nè, là thì nhà nước mình đó là không xét cái nền, thầy đứng trên cái nền nào, ví dụ thầy tới trên cái nền nào không cho cái đuổi đó, vậy thôi đó. Rồi đuổi thầy từ ủy ban xã cư đó dài lên, bây giờ đuổi bữa hổm rồi chạy xuống tới chùa Bửu Long luôn đó, chùa Bửu Long ở dưới này nè. Rồi bắt đầu chùa Bửu Long rồi cái đầu, mà lúc đó xe thầy hư nữa, rồi bắt đầu thầy mà xe giờ nhờ chở dưới người ta làm phước từ thiện đó, người ta sửa cho thầy chút chỉnh cho nổ máy đó, rồi chạy xuống đây, rồi bây giờ thầy chạy bằng chiếc xe cũng được, rồi thầy là lạng xuống đây rồi là nhờ chiếc xe chứ không thôi là cũng quá trời đẩy khổ lắm. Thì đó là cái trạng thái ha, trạng thái là nhà nước xét là thấy cái nền nào thầy tới là cũng đuổi. Và bây giờ thầy có kết luận luôn rồi, hầu như là tới nền nào nó cũng đuổi hết trơn á. gọi là thầy gọi đó là, thầy gọi cái này là để cho con hiểu là cái phe đầu tiên mình phải biết cái phe ha. Ví dụ thầy là chánh phái là thầy ăn chay, thầy là tăng làm toàn việc thiện, nhớ trên đời có hai việc, việc thiện và việc ác. Phe chánh là theo Phật, làm toàn việc thiện, nhớ làm toàn việc thiện. Rồi ví dụ lỡ có một ông nào mà làm sai quấy rồi này, nó mang tiếng mang tai đó, là tại ổng là ổng giữ giới không được, cho nên ổng mang tai tiếng, chứ chánh phái là phải làm thiện không à. Con hiểu ý nghĩa đó không? Rồi vậy đó, thì á thầy là chánh phái, còn cái phe đối lập là cái phe là phinh phe ma nè. Đầu tiên là mình phải biết hai phe trên đời, trên thế gian này nè, phân ra hai phe. Một phe là phe của Phật, một phe là phe của ma. Nói về chính xác luôn đó, là về tâm linh và về cái là về trí tuệ luôn đó ha. Là một bên phe Phật, một bên phe ma, thì phân ra là một bên chánh, một bên tà, một bên thiện, một bên ác, những cái tên gọi nè. Ví dụ là bên Phật nè, gọi là phe thiện, phe chánh,
phe trắng, phe tốt, thì những cái phe gọi là vậy. Còn bắt đầu bên phe ma, phe ác, phe tà, phe xấu đó đó ha, thấy không? Thì á, thầy là tăng, là đệ tử Phật là nằm bên phe tốt, bên phe của Phật, thì thầy phe Phật, nó phe ma, thì bây giờ phải không? Thì đó, thì bây giờ thầy làm cái gì thì nó cản cái đó, nó không cho. Tất nhiên là thầy với nó phải đấu nghịch. Con cứ tưởng, tưởng tượng mấy con có nghĩ nè, con có nghĩ nè, một người làm tốt, một người làm xấu. Ví dụ nè, vậy đơn giản lắm, thầy thì không có đi ăn cướp, gọi là không có ăn cướp đồ của người ta, là phải giữ giới mà, không ăn cướp, không trộm cướp, ha, không cướp, ví dụ đi ha, đó là thầy đó. Còn phe ma, phe ma thì nó làm sao? Đi ăn cướp, đi trộm, đi cướp đồ này nọ, chứ nó không có phải như như bên kia. Thì hai cái nó ngược, hành động nó ngược phải không? Còn một bên là không sát, không sát là không sát sanh rồi ha, là không giết, không giết hại sinh mạng. Đó thấy không, là từ bi mà, đạo Phật mà có ai mà đi giết hại sinh mạng. Con vật cũng thương, ha, con vật cũng thương chứ không có giết nó, không nỡ ăn nó. Bởi vì biết nó sau này nó đầu thai chuyển kiếp lên làm người, rồi nó tu thành Phật nữa. Đó vậy thôi. Vậy dạ, đó. Thầy cho con hỏi, trước khi mà mình đi tu tập vậy á, thì thầy, thầy có đi làm nghề gì hay là có gia đình nhỏ gì không thầy? Coi như em cái ở đời đúng không con? Dạ. Lúc ở đời. Đời. Bây giờ con muốn biết là cái con hỏi, con nói lại rõ lại. Dạ, thầy cho con hỏi là trước khi mà thầy theo con đường tu tập vậy nè, thì ở đời á thầy có gia đình không, rồi tên tuổi sao thầy? Rồi. Dạ. Rồi thầy cũng nói cái vấn đề câu hỏi của con. Hồi lúc ở đời thì á, cái cuộc đời của thầy á, nói sơ sơ là một cái người, một cái gọi là một cái chúng sanh, một cái người dân. Yeah. Một nhân dân đi, gọi một người dân đó, là cái trạng thái là người dân nghèo. Yeah. Ông bà, ông nội, bà nội nhiều khi vậy thì khá giả, ông bà nhiều khi có người khá giả một chút, nhưng mà thầy cũng là cái dạng là người nghèo. Từ cái lúc mà thầy nhỏ lớn lên cho tới lúc thầy xuất gia đi mà tính ha. Dạ. Là thầy là một cái người, một nhân dân là cái dạng như nghèo. Dạ. Nhưng mà không phải là nghèo quá mức, coi mình có thể phân ra điểm đi, ví dụ chắc nghèo là 4 điểm hay gì đó, ví dụ 4 điểm, ví dụ trung bình là ví dụ nghèo là 5 điểm đi, ví dụ thì 4 điểm thầy dạng là nghèo con ơi. Dạ. Tại vì ba với mẹ thầy thì đẻ ra 4 anh em, mà thầy thì lớn, mà ba thầy làm không có khá, rồi mẹ thầy thì cũng có cái tiếng là cũng mẹ thầy cũng bị bệnh, dạng như là bị bệnh thì kinh tế làm không có được nhiều. Mà đẻ bốn đứa con rồi nuôi thì cũng thôi, cũng nhờ là xã hội đồ này nọ, cũng ké xã hội người ta cho này cho nọ, lúc sống chứ đắp qua đắp lại vậy đó, chứ không phải là dạng đủ ăn đủ mặc đó, cũng gầu đó. Yeah. Đó thì là tình trạng nó vậy. Và thầy á, chính vì cái khổ đó rồi tới cái lúc mà ba thầy mất, lúc đó là thầy học coi như là xong rồi đó, xong là học trung cấp xây dựng, ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, là ở trường cao đẳng xây dựng miền Tây, bây giờ là đại học xây dựng miền Tây rồi đó. Là tất nhiên là cái nghề của thầy là thầy cũng là trung cấp xây dựng. Yeah. Đó là có bằng cấp đàng hoàng, bằng tốt nghiệp, rồi thầy cũng tốt nghiệp rồi. Yeah. Và lúc đó thầy đi làm ở Sài Gòn đó, làm với mức lương là 4,5 triệu nha, 4,5 triệu vậy thôi. Tại vì thầy cũng là cái dạng như là họ viên, cái dạng như bậc cầu thấp đó, trung cấp mà. Yeah. Trung cấp mà lên Sài Gòn á là nhận thầy thôi cỡ tầm như 4,5 triệu một tháng vậy đó hả con ơi. Bởi vậy cũng gầu lắm, phải đại kỹ sư đi á,
kỹ sư rồi làm cao rồi lương là 10 triệu, 12 triệu, 15 triệu. Rồi còn có lãnh thêm công trình rồi này nọ, người ta tính toán hay này nọ vậy đó. Dạ. Còn thầy học chưa tới nơi nhưng mà là biết trung cấp mà thì đó, trung cấp thì nói vậy biết. Dạ. Vậy cho nên rồi lúc đó rồi ba thầy mất. Thì ba thầy mất xong rồi thì bắt đầu thầy mới tiếp xúc với đạo Phật đó. Thì tiếp xúc qua cái gì? Đá ma. Ai tiếp xúc cũng biết đó, đá ma hết trơn á. Đó, rồi đá ma rồi bắt đầu là từ đó nữa ha. Từ lúc ba thầy mất, nghe nói ăn chay đi, mình con cái mình ăn chay vậy đó, thì cũng Phật tử khuyên rồi sư cô rồi ông thầy vậy đó, khuyên ai kêu có duyên với thầy vậy đó, ai kêu có duyên với thầy khuyên thầy ăn chi, thì cái thầy ăn chay luôn, ăn chay 49 ngày trong cái lúc đám ma của ba thầy đó, từ cái bữa đám ma ăn chay luôn cho tới 49 ngày được luôn đó, mà ăn được luôn á, gán ăn chứ thì thấy được kia đó, rồi thấy được rồi là bắt đầu từ từ nghiên cứu đạo Phật thì biết vậy thôi, rồi bắt đầu từ từ xong bắt đầu rồi, sau này thầy có bắt đầu nhưng mà cái đó nghiên cứu thôi, bắt đầu cái giai đoạn sau thầy cưới vợ, thầy có quen vợ vậy đó, quen ở trên Cao Lãnh á, lúc đó đi làm ở trong công ty xây dựng, rồi đó quen vợ ở sát vách đó, gần nhà đó, rồi xong rồi cái thầy cũng tới với nhau luôn, rồi có một đứa con gái, rồi xong rồi từ đó rồi bắt đầu trong quá trình mà ở đó rồi thầy cũng làm xây dựng ở Sài Gòn là 102 Đào Duy Anh á, Phú Nhuận đó con. Dạ. Nếu con tìm đi 102 Đào Duy Anh Phú Nhuận là cái công ty đó, nó ở gần chung với công ty Mita đó, thì nó là thầy làm trong là chỗ đó đó, đường Đào Duy Anh 102 Đào Duy Anh Phú Nhuận đó, thì gần chùa Phổ Quang, cái đường mình đi đến đó đi Sài Gòn chắc không biết nghe, gần ngang chùa Phổ Quang á, cái chiếc xe buýt mà 148 đó thường hay đi ngang đó, thầy thì mỗi lần thầy đi về cái đi lên đó, thầy đi xe buýt rồi đó. Vậy đó con. Dạ. Lúc đó thầy thâu sơ rồi có khi đi xe Honda nhưng mà có khi đi xe buýt thôi. Vậy đó. Rồi thì thầy trong quá trình đó thầy còn ở đời thì thầy bắt đầu thầy mới nghe pháp. Mình phải nghe pháp và mình hiểu định nghĩa. Tất cả cái định nghĩa về đạo Phật. Ví dụ định nghĩa là vô thường là gì, tứ đại là gì, hay là tứ khổ đế là gì, hay là bát thánh đạo là gì, hay là ngũ căn là gì, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là cái gì đó, thì tất nhiên là trong sách là có là ví dụ này nó phải học hết trơn. Thì lúc đó thầy có mạng thì ở Sài Gòn mà giống như mình điện thoại con có mạng vậy đó, thì máy vi tính mà computer mà thì đó thầy nghe pháp rồi thầy học, thì trong thời gian rảnh rỗi bây giờ công trình làm xong rồi tối rồi đó, có làm gì đâu, thôi nghe pháp rồi nghe Ấn Quang Đại Sư ra ngôn luận, Ấn Quang Đại Sư văn sao, Ấn Quang Đại Sư tụng biên tam biên rồi này nọ đó nhiều lắm, nhưng mà Ấn Quang Đại Sư là tổ sư đó, là Tịnh Độ Tông đời thứ 13 đó. Thì theo thầy biết đó, là cái tăng hiệu của ổng luôn đó là Tỳ Kheo Thích Ấn Quang, còn có cái chữ là Thích Thường Tàm đó, thì những cái đó thì cái đó là bên Trung Quốc dành, chứ thầy đâu có biết dành đâu bên kia, thì đó là lịch sử là cái vậy thôi. Thì ha, đó là cái tăng hiệu của tổ đó. Còn cái tăng hiệu của thầy là Tỳ Kheo Thích Cẩn Túc, còn tăng hiệu của tổ là Tỳ Kheo Thích Ấn Quang. Ấn là trong chữ in ấn nè, quang trong nghĩa là ánh sáng, quang quang minh chánh đại đó này nọ, chữ quang đó, thì chữ quang đó đó, chữ ấn với chữ quang là sau một thời gian tìm hiểu vậy thì xong thầy rồi xong thì trong thời gian đó ha, rồi bắt đầu ha, thầy làm ăn không được thầy coi như là nói chung là thầy á, cái người chủ thầy, cái người giám đốc á, thì thầy cũng nói sơ gần như là thầy làm ở cái mức là thầy họ cái mức là trung cấp đó, 4,5 triệu một tháng à, thì nữa là con cứ tới công ty chân lý đó, công ty thiết kế xây dựng chân lý có chơi nó trên mạng đó, là cái công ty đó là thầy làm đó, công ty thiết kế công ty tư vấn thiết kế xây dựng chân lý, thì công ty chân lý đó 102 Đào Duy Anh đó là công ty em ra luôn á, là dễ lắm,
nói chung là dễ lắm, ở Sài Gòn hay lắm, tao bấm là tao biết à, có mã số thuế gì tùm lum đó. Ờ thì thầy làm đó, thầy làm với cái mức 4,5 triệu là tại thỏa thuận thôi. Nhưng mà giống như là ông giám đốc không cho thầy lên coi như là phát triển lên con ơi, cái dạng lên lương á, là thí dụ mình muốn giúp ai, mình đi giúp cho người đó lên lương 6 triệu, 8 triệu tạo điều kiện vậy đó. Rồi mình trả đi. Nhưng mà thầy ạch có vậy hoài thầy sống nổi. 4,5 triệu con nghĩ coi, học cơm nè, cái đó là full luôn đó. 4,5 triệu nè, ra nè, thầy ăn chay rồi nhín rồi. Rồi thôi thầy về thầy thăm con, rồi con nghĩ trong 4,5 triệu rồi. Mà rồi chờ cho vợ nhiêu, trời ơi cho vợ không lẽ làm sao được ha, tối đa làm sao trên 2 triệu được, tại vì lương lãnh ngay 1 tháng 4,5 triệu à, nó ngay cũng chỗ ở là công ty ở nói chung công ty sắp xếp nha, nhưng mà ví dụ 4,5 triệu rồi làm sao cho vợ trên 2 triệu được, còn xăng xe rồi còn mỗi ngày học cơm nữa là nhiêu, học cơm 20,000 thầy ăn chay nó mới rẻ đó, 15-20,000 một tháng 600,000 nữa rồi. Đó thì thôi tính toán là thấy mệt quá đó, thầy làm không có lên nổi rồi, thôi thầy về đây rồi, giờ vợ thầy cũng buồn, thầy cũng buồn luôn rồi, nhưng mà thầy biết sao giờ số phận vậy, rồi bắt đầu thầy buồn quá rồi cái làm ăn không mấy rồi cái thôi muốn ngãn rồi đó, rồi lình xình quá thầy cái dạng như muốn nghỉ dáng dạng đặng kiếm cái chỗ khác chứ đăng lương nó đỡ hơn chứ có cho mình phát triển hơn. Ở cái xã hội xuống dưới đây trong thời gian đợi việc làm đó, nghỉ đó, cái lên Bủ Linh Tự, lên chùa Bủ Linh Tự là trên đây nè, đường Phan Văn Chiêu nè, gần bệnh viện Nghe Lẫy nè, là ở dưới thầy Tỳ Kheo Thích Minh Chí đó, lúc đó cái chùa đó nhỏ xíu à, thì đó con cứ là lên trển hỏi Bủ Linh Tự à, là hồi xưa là thầy ở trên đó ở trên đó thì lên trển thì gặp ổng này nọ cái mà lúc đó thôi bây giờ thầy muốn tu quá, thầy nản quá trời, lúc đó thầy cũng biết đạo rồi, thì con cũng phải biết cái giá trị xuất gia, ở xuất gia để chi phải học nó đầy đủ hết trơn, thì thôi thầy cạo đầu luôn, thầy lúc đó luôn á, lúc đó thầy bây giờ thôi thầy cũng một đứa gái rồi, thì vợ đẻ một đứa gái rồi thôi thầy quyết tâm thầy cạo đầu luôn với ông Tỳ Kheo Thích Minh Chí ha. Bây giờ khi con là ở chùa Bủ Linh Tự trên đây đó, muốn tìm hiểu là hỏi ông thầy đó là mình sẽ phân ra cái lúc thầy tu rồi, thì thầy nói sơ vậy thôi. Mà Tỳ Kheo Thích Minh Chí đó là cái vị mà mua được cái chùa Bủ Linh Tự đó 350 triệu là mua được cái chùa đó, và ở đó thì thầy lên thì mới rồi xuất gia, thầy muốn cạo đầu ở đó thì thầy thành ra cái duyên, cơ duyên là vậy. Rồi sau này á, rồi thì thầy muốn cạo đầu nhưng mà ổng không có nhận chính thức thầy, nhưng mà vẫn cho thầy ở ha, không nhận chính thức, coi như là ví dụ ở cái thế vậy nè, ví dụ thầy muốn làm, ví dụ có một đứa nhỏ nào nó muốn nhận con làm ba nuôi ha, mà con không muốn nhận, nó muốn nhận con làm ba nuôi ví dụ, nhưng mà thôi con chưa muốn nhận, con không nhận nó yeah. Chừng nào nhận mới được, ví dụ vậy đó, thì thầy cạo đầu với trạng thái vậy đó, thầy cứ nghĩ là ổng nhận mình ổng nhận, nhưng mà thầy là đặng thầy nhận ổng là thầy, đặng ở tu tập với ổng, đặng học rồi tu tập với thầy vậy đó, mà ổng không nhận mình làm đệ tử. Lý do sao thầy? Tại vì ổng xét là mình là chúng sanh chắc không phải vô tầm ngắm, là tất nhiên là không có vô cái trái tim của ổng, là mình không phải gọi là đại đệ tử hay là đệ tử giỏi gì đó, hay là ổng thấy mình còn dở gì đó, dở ẹt hay đó, hay là gì đó. Nói chung là ví dụ con muốn nhận ai đệ tử thì con coi chắc phải đứa này nó là ha, tụng kinh là dữ dằn ha, hay là nó chép kinh đồ dữ dằn ha, hay là nó giàu có dữ dằn, chứ nó chưa có giống như là ổng cái yêu cầu của ổng vậy đó, thì chưa có đủ duyên dạ. cái yêu cầu đó dạ. Còn thầy thì vậy, nhưng mà vẫn cho thầy ở chùa nghe với ổng, thì ổng vẫn cũng ổng tạo điều kiện cho mình tu dạ. Thì đó là vậy, thì cái trạng thái vậy thôi. Rồi thì thầy cạo đầu đó, bắt đầu là cái thời gian thầy cạo đầu đó ha, rồi thì thầy đi lãnh đám ma, thầy là thầy ở với ổng rồi đi tụng kinh đám ma, thầy lãnh, nói chung là vấn đề vậy. Rồi thôi tới giờ xong một giai đoạn là ở với tu ha, thì là con như nghỉ việc đời, là cái diện mà 4,5 triệu là nghỉ rồi đó. Thì giờ vợ thầy nè cũng ở bên đây nè, xéo bên đây nè, là bên đây là bên quê vợ của thầy, bên đây nè vợ của thầy bên nhị quý. Nói chung thầy cũng thương vợ thầy lắm, cũng gầu lắm, thầy làm không ra tiền,
không cho vợ rồi con cái rồi đi học rồi nó không có tiền nữa, rồi bây giờ thầy tu nữa rồi, rồi không có tiền nữa, rồi không có cho con gì nữa, thì bây giờ sao giờ? Thì thành ra bây giờ thầy gán bươn vào, thầy đi kiếm đám ma, thầy lãnh giành đám ma với mấy ông thầy nữa, rồi bắt đầu cũng giành được nha, cũng giành được, biết chưa, không giành được là gần 1 chục cái đám ma đó. Một cái đám ma con tưởng tượng đi 1 triệu 2 triệu lần đó. Thì cũng được, có được cho con kệ cũng được, đây lắm. Lúc đó thầy cũng vui, nhưng mà lúc đó là thầy là sa di, là pháp hiệu là Như Hải. Như Hải đó, lúc đó thầy là sa di mà còn đi sa di mà thầy đi bước vào á, thầy đi kiếm này kiếm nọ để lãnh đám ma đó, là con biết giống như con là một cái người mà thợ hồ, thợ hồ đi, hay là một người thợ hồ mà đi đi lãnh đi cái nhà luôn đó. Ví dụ vậy đó. Dạ. Nhưng mà thầy cho con hỏi lãnh cái đám ma đó. Cái lúc mà thầy xuống tóc để mà quyết định đi tu á, thì vợ con lúc đó có buồn không? Thì cũng theo thầy nghĩ là buồn, nhưng mà là biết thầy tu ở trên chùa Bủ Linh Tự này nè, cũng gần đây nè, thì cũng biết thầy là cái dạng như là trời ơi lo cho vợ không được, một tháng có 4,5 triệu hà. Lo không đủ con, nó muốn sữa nữa, hay nó uống sữa, nó ăn cơm, nó ăn sáng hay nó này nọ lo nó. Con cứ nghĩ con cái lương mà 4,5 triệu ở Sài Gòn rồi, full hết trơn rồi, làm sao mà cho vợ, theo như con 4,5 triệu là con cho vợ được nhiêu, có tối đa nhiêu, theo thầy là không thể nào mà cho tối đa 2,5 triệu được, đúng không? Theo con nghĩ là tối đa là nhiêu, nếu mà cho vợ 4,5 triệu, cái mức lương con 4,5 triệu mà cho vợ tối đa nhiêu? Chắc không nổi 2 triệu thầy. Ừ, chứ nữa. Chứ nhớ còn tháng còn ăn cơm, còn cái phần cơm mình nữa làm sao, rồi con nhiêu nữa. Yeah. Con là thôi chắc 500,000. Ví dụ chắc đó. Thì bởi vậy thầy là cái dạng ở trong xóm này nè, cái xứ này nè, là biết cười, thầy. Cười thầy, không biết là thầy biết rồi. Nhưng mà cười thầy như cười thầy cái dạng người thầy làm lương thấp đó trời. Lo cho vợ không có nổi gì đó con. Ví dụ lo cho vợ như thiếu thốn vậy đó. Người thầy về đây thì vợ thì con thôi. Biết không? Thầy ở đây thì bây giờ vợ con thầy chắc biết rồi, tại bên ba vợ với mẹ vợ đó bên đây biết hết trơn à. Yeah. Thì bây giờ thầy ở Trạng Giá Thái là xuất gia rồi, thì bề thầy là được con ơi, xuất gia rồi coi như là từ thân các ái đó, thì qua đạo rồi thôi, bây giờ coi tính cũng như là người lạ vậy đó, nhưng mà lại lòng thầy rồi thì cũng biết vậy thôi, thì thôi đó là tới đó. Yeah. Vợ thầy cũng buồn chứ sao không buồn, ví dụ có đang có đôi có cặp đó, thì rồi bây giờ thầy quyết định thầy xuất gia thì thôi, thì vợ thầy cũng cho quyết định vậy, cũng may là vợ thầy cũng biết làm kinh tế đó, nói chứ vợ thầy một tay nuôi nó, rồi cũng tiện một cái là nó con gái, rồi với hàng xóm rồi vợ thì nói chung là nghèo, mà vợ thầy cũng nghèo, rồi hàng xóm gửi chút là cũng vụ vô chắc cũng lay đắp lại, thì tới bây giờ đó là cũng là đứa con gái đó cũng theo vợ thầy rồi, thì cũng ở bên cạnh vợ đó, nó cũng 10+ tuổi rồi, 14 tuổi rồi, 13, 14 tuổi rồi, 14 về tuổi rồi đó, vậy đó. Dạ. Vẫn đi học hả thầy? Và chỉ mới có lo cho nó tới lớp 5, lớp 6 gì à, rồi thôi vợ thầy với thầy thì thấy tình trạng nó vậy, tới đó cho nó nghỉ lớp 5, lớp 6 mà. Dạ. Thì bởi vậy thì cũng gầy cũng gầu, rồi thôi bây giờ tới giờ đó. Và thầy để thầy nói tiếp cái vấn đề mà ở chùa. Dạ. Bắt đầu thầy ở nó được chừng 2 năm. Hai năm ở Bủ Linh Tự trên đây nè. Rồi xong á, ổng bán chùa đó nè, mua 350 triệu là cái chùa Bủ Linh Tự, rồi bán lại cho sư cô hay gì đó, hai sư cô ở trên, hai sư cô này là nghe nói là bán gần 1 tỷ bạc đó, giống như con mua là 350 triệu thì bán ra gần 1 tỷ bạc, trời ơi, bán ra gần 1 tỷ thì 1 tỷ luôn, số 1 tỷ mà, làm bán số 1 tỷ, thì á, khi ra đời rồi á, khi bán chùa xong thì ra đời là chạy xe ôm. Thì bây giờ chứ sao giờ? Chứ ông chùa gì ông bán chùa rồi, giờ giống như hai thầy trò có cái chùa mà ông bán rồi, ai biết ông tính xong tính cái chuyện của ông mà ông bán mà thầy đâu biết, thầy cũng không bận tâm. Cái chùa của thầy có sư phụ thì sư phụ tính sao sư phụ tính đó. Rồi bán rồi thì thầy phải ra đời với thầy thấy sao nằm ở trong chùa mà ăn tu ngủ. Cứ vòng vòng vậy mà cái đầu mình nó không có trí tuệ, mình nó không nở nang. Con cứ nhớ là một cái rất là nguy hiểm đối với cái người tu là sa di nè. Khi con vô chùa, con cứ tưởng tượng như con cứ nghĩ là ăn ngủ mà đầu óc không có gì chứ, không có ngộ giải cái gì chứ, rồi tâm
không có lãnh hội cái đạo lý của Phật, tâm mình không có chứng được cái đạo lý của Phật, ví dụ chứng được tứ thánh quả, à, thánh quả cao nhất là A-la-hán đó, mà A-la-hán là con cứ tưởng tượng như đó là cái vị của Tế Công Hòa Thượng đó. Tế Công Hòa Thượng đó là đã là A-la-hán luôn đó, 100% luôn đó, là có thần lực đó, mà thấy bay qua bay lại là mình coi Tế Công Hòa Thượng. Tại sao bay qua bay lại? Tại vì người ta đã chứng đắc rồi đó mới có được như vậy, chứ đâu phải là còn đang tu tập mà để được ha. Thì đó, thì khi một sa di nè ăn ngủ nói chung là ngay đó đồ rồi cũng đi đồ tụng niệm rồi này nọ vậy đó, nhưng mà trí tuệ không có làm không cái gì, sống qua ngày cũng giống như người đời. Thầy thấy như vậy rồi thầy thôi thầy tu không nổi, thôi thầy xả giới. Thầy xả giới, con chập chính đứng nhà con ơi, con để con chập chính đứng nhà này, con xíu có được xíu nữa con nói một hồi nha, rồi con cái xong thì ra đời chạy xe ôm được ở bệnh viện cái bè. Rồi đi cho thầy để lịch sử rồi bắt đầu sao có ngồi đây rồi bắt đầu là nói quá trình là con hiểu chưa. Bệnh viện cái bè thầy chạy xe ôm ở đó cũng tạo điều kiện cho thầy chạy gần 3 năm nha, chạy trong cái thời Covid luôn đó. Thì vừa ra cái thời Covid mà thầy hai mũi AstraZeneca thì chạy được 3 năm xe ôm luôn đó. Rồi bắt đầu tới là thầy lúc đó đó ban đêm này không có tịnh độ, lo chạy xe ôm mà về tối về ăn cái ngủ về cái ngủ thôi, tại vì ra đời rồi thì giống như con vậy đó, đi làm về uống nước ngủ, về xung hợp với vợ con ngủ về cái mình xung hợp với mấy ông gia đình mình vậy đó thì ngủ. Nhưng mà thầy về là vợ thầy cũng chia tay rồi, tại vì lúc đó là ấy đó là bắt đầu vợ thầy chia tay đó. Thì giờ thầy để cho con gái thầy theo vợ thầy, tại vì con gái theo thầy thì thầy con trai thầy không có đành mà chăm sóc cái dạng dưới nó theo thầy cái tính đàn ông nữa, là không có cái tính đàn ông mà nó theo thầy nữa là nó kẹt lắm. Nó giống như con gái thì nó ở với mẹ thì nó biết cách này nọ hơn, rồi ơi tới nhị này nọ ý tứ nên nói chung gái đó vậy đó. Còn theo thầy thì gớp này trời ơi, rồi thầy đồng lưng hết trơn, đàn ông mình mà rồi này nọ rồi đó vậy rồi à, thôi thì giao cho mẹ nó sống là phải rồi. Thì nó theo mẹ nó phải rồi xong á 3 năm trời đó, trong thời gian đó chạy tới chạy lui xe ôm á, từ đó chạy về bên Nha Mân ha, sáng thầy chạy qua tối thầy chạy về, chạy gần 3 năm mà nó ngay cũng không có nhiều tiền cho nó chạy bằng chiếc xe này nè, xe ôm này nè. Bây giờ cái nón này thì để hai nón là cái dạng như chạy như xe ôm vậy đó, để ra đó thầy cũng đem hai cái nón vậy đó, có ai chạy thả thì coi như thầy lấy xăng vậy đó. Rồi thầy đi nhiều cái cần ai thầy lấy xăng, nhưng mà chưa có ai coi nhiều rồi á lúc đó bắt đầu thầy mệt nha, tại vì á bắt đầu thầy nói cho con nè, bắt đầu thầy vô tới cơn mệt nè. Lúc đó là thầy không có tịnh độ, bỏ tụng niệm luôn, mà đang là sa di mà ra đời bỏ tụng niệm là bỏ tụng kinh A Di Đà đó, kinh A Di Đà đó là xong. Cái đầu á là đạo lực của mình sẽ bị mất nha, nhớ đạo lực của mình sẽ bị mất. Và lúc đó là mình ăn mặn nè, mình phá giới giống như mình có phạm đó thì mình sẽ mất đạo lực và pháp lực đó, mình không ăn chay được đó. Còn mình trong chùa mình ăn chay không mà, thì lúc đó là đạo lực pháp lực của mình mất tiêu chưa. Giống như con bây giờ mà con ăn mặn bình thường thì có dạng như đời mà, thì là con ăn mặn con ở với vợ con vậy đó, người sống bình thường thì coi như là đạo lực pháp lực không có nhiều, không có à. Mà muốn có đạo lực pháp lực đó phải tu, phải ăn chay, phải tu hành. Thì 3 năm trời bắt đầu thầy bị thấm, rồi thầy bị thấm là mất cái đạo lực pháp lực, là khi mất nhiều quá thì thầy sẽ bị mệt, sanh mạng của mình, tánh mạng của mình nó bị gặp nguy hiểm. Lúc đó là thầy ha bị coi như là sống không được mà chết không xong luôn đó, vô trạng thái là con cứ nghĩ là nó bần thần ha, dữ dằn luôn, nó coi như là gần mà ha, coi như là con đi không nổi vậy đó, chóng mặt xây xẩm mặt mày mà thôi, nó tôi đi không nổi, dở mình lên không nổi luôn đó, là biết rồi đó, là chỉ gán gượng ngồi dựa vậy nè, dựa mệt vậy đó, mệt cái dựa vậy nè,
ăn cho đỡ cơn chóng mặt nhức đầu ha, là xây sẩm mặt mày đủ thứ hết trơn á. Cái người gần chết chóng mặt xây sẩm mặt mày đủ thứ hết trơn á, đau đớn rồi xây sẩm mệt lắm, thì đó là dạng đó, trạng thái vậy nhưng mà không chết nha, thầy chưa chết nha, như thầy chưa chết nhưng mà vô cái trạng thái vậy đó thôi. Cái bắt đầu thôi thầy, từ đó thầy cạo đầu ha, bắt đầu thầy cạo rồi, chạy xe đi ôm 3 năm mà thôi, bắt đầu thầy cạo đầu thôi. Lúc đó có chạy ngang chùa Pháp Lạc nè, chạy tới chạy lui thì xe ôm mà chạy vòng vòng chùa Pháp Lạc nè, đẹp lắm, chùa Pháp Lạc có tượng Phật lớn dữ lắm. Thì đó là thầy bắt đầu thôi quyết định cạo đầu để cho có đạo lực pháp lực lại đang khỏe. Cảm ơn là cạo đầu lần hai, cạo đầu lần hai đó. Mà làm trước đó là do mình ở cái chùa mà thầy mình bán cái chùa luôn, thành ra vậy đó, coi như mình coi như một lần mình ra đời, bây giờ vô lần đó là lần hai và chính thức luôn đó, là được áo vàng cạo đầu luôn đó. Thì hậu vàng đó cạo đầu là do một cái vị ở cốc ở gần chỗ thầy đu đó, ổng cạo là ổng mặc hậu vàng cạo. Hậu vàng nè, cái này gọi là hậu vàng nè, hậu vàng cạo đầu cho thầy rồi. Vậy là bắt đầu từ đó là cách đây là 2 năm thì đầy để bắt đầu được 2 hạ đó, thì tính tới bây giờ là được 2 hạ rồi. Bây giờ đi bị đuổi vòng ha, thì bây giờ tới đây đang hiện tại nè, mình nói là bắt đầu chốt lại hiện tại là con hiểu rồi, đang nằm đây và bởi đây đang đợi coi sảnh hành lang của ai có thì cho vô nằm. Nhưng mà con nhìn coi đó, nhà nào cũng có sảnh hành lang hết trơn á, có cái nhà bên meo nè, có nhà lầu nè mà cũng không cho anh vô nhà được. Thầy vô mấy cái khu dân cư á, rồi nhà trống ở đây nè, cái hành lang vô đó cũng nói chung là người ta cũng không cho vô, người ta không lấy nữa. Có vô mấy cái khu dân cư cho nó thoáng mát, ở đây ngồi gần đường quá xe cổ này nó cũng nguy hiểm này. Thì bây giờ thì con góp ý vậy thôi, chứ bây giờ thầy cũng không biết sao, nhưng đa số là bây giờ trước mắt lại đi tới đâu chưa cho vô, cho nên thầy còn nằm ở ngoài nè. Đó. Vậy là thầy cái lúc mà là cạo tóc lần sau cùng cho tới nay là được mấy năm rồi? Thì gần 2 năm rồi. 2 năm. Thì thầy coi như được 2 hạ đó. Dạ. 2 năm. Hai năm là gần. Thầy đi những chỗ nào rồi thầy? Thì thầy á, trong quá trình 2 năm á, thầy đi từ nhà lên tới giờ vòng xoay An Lạc, lên tới quận nhất luôn. Dạ. Lên tới Việt Nam Quốc Tự luôn. Rồi xong rồi thầy lại quay trở về miền Tây mình. Nè, để thầy kể nè, thầy đi tới những cái điểm mà quan trọng này ha. Đi dài cái đường quốc lộ nè, dài lên tới vòng xoay An Lạc luôn. Vòng xoay An Lạc thầy có lập một cái giống vậy nè, con cái vậy nè, mà chưa có đâu ra đâu hết trơn á, chứ trước mắt là có cái bàn Phật vậy đó ha, là vòng xoay An Lạc. Cái đó nữa con đi ngang vòng xoay An Lạc, con có thấy cái bức tượng không, có thấy bức tượng mà ngay chỗ vòng xoay An Lạc con có đi không? Sài Gòn con rồi con hồi là con có đi á, nếu con có đi ha, con hồi là con đi cái vòng xoay An Lạc, cái tránh đi là biết ha. Thì là thầy đi tới vòng xoay An Lạc rồi thầy đi tới Việt Nam Quốc Tự lớn lắm, không biết rồi đó. Giờ con có đi tới Việt Nam Quốc Tự chưa? Dạ có rồi. Rồi phải không? Rồi thì cái cổng hết hồn đó, rồi đi thẳng rồi lên lầu đó, đó thì cái chỗ đó Việt Nam Quốc Tự, rồi cái bên trái là cái tháp đó, tòa tháp cao đó. Thì đó thì thầy là đi tới Việt Nam Quốc Tự rồi đi xẹt qua quận nhất, xẹt qua tới quận nhất luôn, tụng kinh ngồi bên đó được bên đó luôn đó. Đó thì đó là vậy, rồi đi tới vậy thì thôi tới quận nhất rồi còn gì nữa, rồi đi tới luôn. Bây giờ nè, bây giờ chả giờ bên đây nè, bây giờ thầy có duyên với ai thì bây giờ thầy như trái banh đó, bây giờ nè mình phải nói cái phe, nói hai bên mới được. Bây giờ thầy tự giống như là trái banh tối hôm trước nữa kìa, mưa là hai cái mền cũng ướt nhẹp luôn đó, mình đó với mình này ướt nhẹp luôn, rồi đồ cũng ướt nhẹp luôn, rồi hồi tối này nè ướt nhẹp, rồi cái này cũng ướt nhẹp luôn nè nhẹp luôn nè. Rồi thầy nằm đây là bị ngập nước luôn à? Thì đó nó rồi bắt đầu quét nước đồ này nọ đó, vậy đó. Rồi nó đến nhẹp nè, thì thầy lúc thầy đang ngồi thì con thấy gộn quá trời luôn. Rồi bây giờ vậy đó, rồi sao? Rồi mà thầy nói cái thế để cho cái người biết là cái thế thầy như trái banh rồi. Bây giờ muốn đá đâu đá. Để từng quay. Rồi bây giờ thầy sẽ đi tới đâu tới. Rồi bắt đầu con quay nè, để con bà cô chú vô chính diện. Dạ. Cho bà cô chú thấy cái chỗ thầy đang để người chính diện đó, từng tấm con soi cái từng tấm vậy đó. Đi đây là một cái hàng rào ở bên đường mà. Thầy treo thầy giới thiệu các cái bức này dùng đi thầy, cái bức trên cùng con để ra ngày con đi trên. Dạ được rồi con bức ở trên cùng đó là chánh điện và đó là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. rồi bức thứ hai
Bước thứ hai là Tây Phương Tam Thánh. Giữa là Nam Mô A Di Đà Phật. Bên tay phải là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên tay trái là Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi còn đây thầy. Cái bước này là cái bước giống như cái bước ở trên, là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật trên chánh điện. Rồi cái bước này, cái bước này là bức tượng Phật bằng vàng. Ngồi thiền đó. Đó, con coi thì đó. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nè con để cái chính diện. Ở đây là con, thầy con để cái chính diện giống như nè con. Đây, đó. Rồi nè, đó cái chính diện coi như nước xuống nè. Đó. Rồi đó. Thầy để một cái bàn ở bên bên lề đường. Rồi đó. Thì trên này là cùng những cái gì thầy giới thiệu luôn đi thầy. Thì đây nó ngay bây giờ bà bàn Phật đi tạm thời. Ở đây gọi là cái bàn Phật tạm thời đi ha. Bà thầy cái quyển kinh nè, cái quyển này thầy để đây là quyển kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà. Dạ. Đó nè nè. Con cứ Bây giờ con quay sơ, con quay luôn. Bây giờ thầy lật nè. Rồi bây giờ con coi liên tục nè. 36 trang. Rồi nè. Rồi thầy cứ lật đi thầy. Bắt đầu lật nha. Rồi thầy vừa lật thầy vừa đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 Trong lúc thầy lập thì có những cái trang nào đặc biệt thầy giới thiệu luôn thầy? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đây nè, thầy nói sơ cái trang này nè. Dạ. Nè, 18 và 19 nè. Là hai cái trang này là chú ý là những cái câu này nè. Nè, hay chữ chấp trì danh, chấp trì danh hiệu. Những cái chữ này nè, bắt đầu nè, bắt đầu từ từ đây. Nhược nhất, nhược nhị nhật. Nhược thôi, nhật. Thấy biết đi, cái này chữ trong kinh, khoan con đọc lên tiếng, gọi vậy được đi. Dạ. Con như biết là nè, từ từ đi, đây này nè. Những cái khúc này, cho tới đây. Thì đó có ý nghĩa nè, đó. 19, rồi tiếp tục nha con. Thì cái những cái lưu ý đó con, tại con hỏi mà. Thì vậy đi. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Cuối cùng là 36. Còn tiếp không thầy hay là 36 hết rồi? 36 thì bây giờ là cái cuốn này là 36 trang. Còn cái cuốn thầy đang làm tiếp tục nữa là cái cuốn thứ hai cũng giống vậy nữa. Thì cái cuốn thứ hai này nè là còn chưa xong. Dạ. Coi như tạm thời là cuốn tiếp tục đó mà chưa xong. Khi nào đầy đủ đi ấy thì tạm thời vậy đi. Đó. À, là quyển này đó. Thầy làm cái cuốn này hết bao lâu thầy? Quyển này thì nó ngay cũng chắc phải trong nửa tháng trở lại thôi à, chứ không ấy, chứ nhiều lắm con ơi chết. Thì thôi cái chỗ mà mới nãy hai cái trang mới nãy con lưu ý ha. Con lưu ý là mới nãy vậy đó. Thầy cũng buồn lắm con ơi. Bây giờ thầy ở cái thế này nè. Ngủ mà tối áo ướt hết trơn. Rồi mệt nước hết trơn. Thôi để thầy ca cũng cho thầy cho để buồn một cái đoạn thôi. Một cái đoạn thôi để lưu để cho biết một đoạn vậy đó để cho chúng sanh nghe thấy được, có duyên với thầy thì nghe thầy hát một đoạn thôi cũng được.
sẽ không bao giờ anh phụ tình em, sẽ không bao giờ anh dối lòng mình, sẽ không bao giờ anh lạc nẻo đường tình. Đó là cái đoạn nhất rồi, tiếp tục cái đoạn nè. À, nhìn trời làm mưa tuôn nên đời hồi ngô chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng vừa. Chàng ra đi, chàng đã ra đi phương trời thật xa xôi, chắc có lẽ không còn về đây nữa. Còn cái câu này thầy đặt nè, cái câu thầy đặt cái ca của Lương Bích Hữu đó con, cái một cái đoạn thôi. Chàng ra đi, chàng đã ra đi về phương trời thật xa xôi, chắc có lẽ không còn về đây nữa. Đó vậy thôi. Dạ. Nhưng mà thầy với là phải gọi thầy đó một đoạn cho đỡ buồn con ơi. Dạ, nhưng mà thầy ơi, thầy đang tu tập thầy ca một cái khúc nào ở trong Phật? Cái đó là... cái đó là một ca đoạn ở trong bài hát ngoài ha. Dạ. Còn trong trong đạo Phật thì cái bài cái bộ cuộc đời. À, cái bộ cuộc đời nè. À thì con nghe nha, để một đoạn trong trong các bộ cuộc đời nha, để coi. Dạ dạ. À. Cái đoạn cuối á con, cái đoạn để coi nha. Từ từ nè. À để coi cái đoạn cuối là sao ta, cái đoạn cuối là, à để coi cái đoạn cuối đó con, cái gì Trần Giang nè. À cái đoạn cuối là cái gì Trần Giang, cuối cùng là cái cuối là Trần ai á, cắt bụi cuộc đời ha, sao thầy? Ờ à, cái đoạn cuối cái đoạn cuối là để thầy nhớ, từ từ thầy nhớ ra. Dạ. Cái cuối là chữ cuối là Trần ai đó. Này bạn thân ơi. Ở đây nè. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền, chuyện về sự ơi trần ai. Rồi đây thầy ca cho khúc nè. Dạ. Ờ, vậy đó đúng rồi, đúng rồi. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trần ai. Đó là cái con cuối á con ơi. Thôi thì con đó đã đó thì mà có một người đại hàng. Dạ. Thì giờ đây đó thì cho bây giờ thầy ca là để buồn chứ. Giờ dạ. Thầy như đàn ông đi xa xôi con ơi, cầu với thầy ca mới cái ca câu đó đó. Dạ. Bây giờ chàng đi đó phương trời xa xôi luôn á. Chàng đi phương trời xa xôi. Ngày nào đó chứ đuổi thầy quá không? Nó đuổi thầy là đi vòng vòng thì nằm lại đây. Thầy ở 3 ngày ở đây rồi. Ừ. Thầy ở 3 ngày ở đây rồi. Mấy ngày rồi, không chính xác lắm. Nhưng mà là 4 ngày trở lại. Cái hành trình của mình tiếp theo là thầy sẽ đi đâu nữa? Bây giờ trước mắt là để nó đuổi đi. Thầy giống như cái banh thì nó đuổi thì giống như là nhưng đã xước ra đi rồi đi. Nhưng rồi mà bây thầy... giờ cái này đi thầy đi hướng chè sẹt lên cho bên mép nhà bên kia chút nữa. Dạ. Ờ thì cái hướng nói cho con biết thôi. Dạ. Chứ thật sự mà giống như cái banh người ta đá, cái banh nó mới bay chứ tự nhiên cái banh đang nằm ở đây thì đang cãi nó đang nằm ở đây thì thôi cho nằm đây chứ mỗi lần dọn nhà nó cực chứ lắm. Đồ ăn đồ uống sao mình ăn không hết ra sao thầy? Thầy à, không kịp đó thầy con ơi, thầy tạm không, cái này là làm tạm không đó. Ờ cái này tạm không đó con ơi nè. Cái này người ta cho hả? Ủa cái này là thầy để tạm thôi chứ đâu phải nó. Cái này là cái gì thầy? Thầy con nhìn là con biết cái bảng đó. Chữ đó là chữ đó cũ Hiền Thất Cổ đó. Cái hình của ai vậy? Thì bây giờ thầy đó. Quay gần luôn đi. Thầy còn trẻ đó, đang cho biết đó, ờ đó thầy hồi lúc còn ở đời đó còn để tóc đó, thấy dạ, không? Dạ. Là thầy thì khi gạo đầu rồi đó. Ờ, gạo đầu rồi đó là thầy phải lên đó thôi con ơi. Bây giờ cái lý thầy đã chết rồi đó. Đâu có còn ai mà để tóc nữa đâu. Đó. Bây giờ thầy chỉ vô cái tướng ông thầy rồi, đầu chọc thầy là tăng rồi. Đó thì thầy đó không muốn lôi chụp gì đó, chụp luôn gì đó. Dạ. Đó gạo lắm. Nói chung là tạm hết trơn con ơi. Rồi mấy cái đồ này là thầy cũng sẽ tự sắm hết hả? Thì toàn bộ là người ta cho thầy tiền rồi thầy sắm đỡ chứ con nghĩ coi thầy vậy rồi có nhiêu là thầy gom đó rồi thầy mua cái này là mua nói chung như có cái nào ta cho rồi mới là người ta là thầy di chuyển bằng cái chiếc xe này.
Xe này xe Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu, đăng ký Vũng Tàu à? Cái này là đó của anh em bà để lại cho thầy vậy đó. Yeah. Nói chung thầy cũng mua vậy đó con ơi. Xe cũng xe cũ mua lại. Yeah. Chứ không phải là thầy đứng tên. Cho nên là cái đứa bà con đó đó là ở Vũng Tàu. Đó bây giờ thí dụ ai mà Mạnh Thường Quân hay gì đó có làm phước thì ủng hộ hỗ trợ cho thầy để trước mắt là thầy có cơm ăn áo mặc trước, rồi tiền xăng xe thầy chạy tí tới đi lui, rồi có bị đuổi thầy cũng còn có này nọ mua đồ ăn này nọ chứ gán ăn gán mua tiêu ăn cho có ấy đồ nhà này đổ mồ hôi mất muối đồ này nọ chạy chở tụt máu lắm con ơi, mua toàn lời có đó xì tin đồ mua toàn là tăng lực không đó, uống này cho đừng tụt máu chứ ăn chay mà gầu lắm đó. Có gì thì hỗ trợ cho thầy đó. Cái chỗ thầy ở nè còn quay thêm tấm hình dựng đứng ở trên đó thầy dán ngoài đó, dán tạm ở ngoài đó. Tranh mền rồi y áo của thầy treo vòng vòng hàng rào này. Nói vậy chứ ở gì rồi chắc thầy ở không được lâu nữa ông bà, tại vì công an người ta ở ngoài lề đường vậy, công an kiểu gì người ta cũng dẹp lòng lề đường á, người ta cũng sẽ đuổi thầy nữa. Con cứ quay đi đó. Quay tấm hình dán tạm thầy, dán tạm vậy đó, con cứ quay sao vậy đó. Hình ảnh đồ thầy treo khắp nơi luôn nè. tên trụ đèn trụ điện gì thầy treo tùm lum hết trơn đó ông bà. Đồ ăn thì thầy để ngoài đường. Nãy Trường chưa hỏi cái tên thiệt của thầy ở ngoài đời là gì. Thầy cũng không phải là thầy tự xưng là Tỳ Kheo, mà thầy cũng chưa có chính thức vô chùa nào hay là chính thức được gọi là sư ông bà cô chú. Thầy có xài điện thoại không thầy? Hồi lúc trước thầy có xài nhưng mà bị mất rồi. Bây giờ là hiện tại tình trạng là không còn nữa. Thì điện thoại thầy xài đó là Samsung Z5 đó. Là dạ. Lúc mà là điện thoại là nghe nhạc coi phim đồ này nọ được hết trơn đó, lướt web đồ được hết trơn đó. Dạ. Đời đầu. Dạ. Trường cũng không biết cái thực hư câu chuyện của thầy như thế nào. Samsung Z5. Người nhà nếu như mà có đang tìm thầy á thì chỗ này là Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang nha ông bà cô chú. Nếu mà có nhu cầu tìm thầy, gặp thầy thì có gì điện cho Trường, số điện thoại của Trường để trên màn hình nha. Trường sẽ dẫn tới cái chỗ này hoặc là tìm cách liên lạc cho để gặp thầy ha. Rồi thôi, chắc Trường xin khép lại video này ở đây, xin tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở các tập tiếp theo ha. Rồi thế vô ai mà thầy ơi, con chúc quà gửi thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, anh cho có sức khỏe thầy ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, cảm niệm công đức. Dạ. Thầy cảm niệm công đức con hỗ trợ cho thầy coi như lá cờ Phật giáo để cho thầy có cái sức để thầy còn lăn lôi câu đi để còn ở trụ ở đời, trụ ở thế gian để trị cái bệnh là đốt hình Phật trong bó nhang. Thì cái ngày của thầy là cứu chúng sanh ra khỏi địa ngục Ba Tỳ mà lúc còn sống. Thì thầy cũng đọc cái nguyện cho con nghe. Nguyện địa ngục trống không, tôi mới thành Phật. Kết thúc lời nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai Phật. Tức liền tất nhiên, tất nhiên là khi nào cái địa ngục trống không rồi đó thì tôi mới thành Phật. Khi nào địa ngục mà trống không thì tôi mới thành Phật đó. Mà con cứ biết là cái địa ngục thì hết người này xuống người kia lên, người kia xuống người kia lên, làm sao mà tới địa ngục mà trống không được đó. Cho nên là muốn cứu được người này mới vừa đưa người này lên, rồi xong cái người kia xuống nữa, xuống một đám nữa, rồi cái mới đưa người này cứ lên xuống hoài vậy đó, rồi làm sao cái địa ngục đó trống không. Thì chính vì cái việc làm đó đó, làm ha, muốn quải cái tay luôn, không biết bao nhiêu cái mạng nữa mà làm mới cho đã nó đủ vậy đó. Nhưng mà
À, như vậy mới gọi là cái đại nguyện nha con. Đó là đại nguyện bà thầy cũng mới có cái đại nguyện đó đó. Dạ, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vô Lượng Quang Như Lai Phật. Đó.